个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙打嘴硬说机甲狼玩心快。OK anh em, Biroshin quay trở lại với anh em đây. Lời đầu tiên là rất mong anh em ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký anh em nhé, bởi vì mình đã xem phần trăm của những cái video mình up lên rồi thì cái lượt đăng ký nó thấp quá, quá thấp so với người xem luôn đấy, mình nói thật. Nhưng mà 120 người chưa đầy một tháng thì mình cũng cảm thấy là mình đã khá thành công rồi đấy, thì nhưng mà vẫn mong anh em ủng hộ nhiều hơn, bởi vì mục tiêu của mình là đạt 1.000 lượt đăng ký trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng, thì mình sẽ cố gắng siêng năng hơn, tất nhiên là mình sẽ cố gắng cải thiện. Nhưng mà đầu tiên là cái mic của mình, thứ hai cái cam nó chưa được sắc nét, là bởi vì là mình đang mua những cái hàng chất lượng giá nó thấp, là bởi vì là kinh tế điều kiện mình chưa có, nên là mình đang mong muốn sẽ cải thiện dần dần từ từ từ, nên anh em thông cảm, bởi vì có một số lỗi do mic này, một số lỗi do cam, thì anh em thông cảm mình nhé. Và bây giờ mình sẽ reaction theo một yêu cầu của một người yêu cầu mình, đó chính là bài của Woody 420 Chill Free. Ok, và fit với QNT thì chắc là Quang Ngọc Trinh, tem của anh đội C đúng không? Producer là World Cup và 2Pew. Ok, nhạc của Woody thì chắc là mình khỏi phải bàn đến việc đóng tên và cách đi flow quá cuốn luôn. Một màu riêng của Woody luôn anh em ạ. Một màu riêng lại cực kỳ hay. Thì ok, mình sẽ lắng nghe thử anh em nhé. Ok, let's go. Mới đầu vào cái beat đã căng rồi anh em ạ. 420 với cả chữ N free là chung một tàu, anh em cùng bay lên trên kia. Đôi khi chỉ là lên nhìn, nhưng mày có thể thay vào ta lại đang ngồi và khui thêm bia. Chỉ đơn giản là kem cài túi rồi xong anh áp. Từ ngày qua chiều cho tới đêm khuya, đừng thắc mắc bao giờ tao dừng trap cho tới khi tên tao được khắc ở trên bia. Có thằng ngày ba lên mà có thằng ngày thích Nike. High security là dẫn ta thẳng vào khu VIP. Hay ta bảo là thích thì có là kém thứ hai. Chỉ đừng nôn nao vì đây mới chỉ là phần khai vị. Mặc là nhân cảnh tôi đã khiến cho con tim của tao chai lì. Chúng mày đừng bốc phét nữa, cẩn thận quay đi. Quen vì bằng quần áo của tao không cần stylish. Bot cho mày luôn mà fucker hai xì. Làm một chuyến đánh hàng từ Nguyễn Khanh toàn qua thái thịnh là Young Boy Camo. Có thể SH mà cũng có thể là Way A. Nhưng mà chắc chắn sau lưng là phải đeo ba lô. Có thằng bác thích ba số bật nhạc Afro. Trở từng hoa to băng qua xa lô. J1 hay là J4 bên tao mỗi thứ ba màu mang theo ba bộ. Kiên Giang sang tận Tuyên Quang. Anh em tao du lịch miên man. Fuck những chuyện không liên quan. Sống thẳng mà tao vẫn đứng hiên ngang. Vần vèo ngồi 10 phút là nguyên trang. Đi lên là phải lấy cả nguyên gang. Đừng gần đứa mà cầm bọn tao và xuyên qua. Đơn giản bọn tao liên vang. Yeah. Có thằng nghề ba lên mà có thằng nghề thích Nike. High security là dẫn tao thẳng vào khu VIP. Anh ta bảo là thích thì có đặt kèm theo hai chị. Đừng nôn nao vì đây mới chỉ là phần khai vị. Mang quan nhất cảnh tôi đã khiến cho con tim của tao chai lì. Chúng mày đừng bốc phét nữa, cẩn thận quay. Bị bỏ cho mày luôn mà motherfucker hai xì. Em muốn dừng tay cho anh đến cùng bay. Không lãng phí từng giây, em đang nóng đừng nhây. Lên hướng giữa rừng mây, nhâm nhi món sườn cay. Tại anh đốt từng cây, các em thấy là ướn. Uầy, cái phần cạng Quang Ngọc Trinh hay nhờ. Nói chung là mình cũng nghe nhiều anh em bảo là Quang Ngọc Trinh ngoài chơi game giỏi cũng rap cũng ok, cũng trong giới rap cũng đam mê, nhưng mà mình đã nghe một số đoạn vớt của Quang Ngọc Trinh thì mình không thích, nhưng mà sau cái vớt này Quang Ngọc Trinh chơi hay đấy. Nghe lại đoạn Quang Ngọc Trinh anh em nhé. Cái tôi đã khiến cho con tim của tao chai lì. Chúng mày đừng bốc phét nữa, cẩn thận quay. Bị bỏ cho mày luôn mà motherfucker hai xì. Em muốn dừng tay cho anh đến cùng bay. Không lãng phí từng giây, em đang nóng đừng nhây. Lên hướng giữa rừng mây, nhâm nhi món sườn cay. Tại anh đốt từng cây, các em thấy là ườn ngay. Toàn là gỗ với loài mà đòi ăn thanh đạm. Rồi lại chế canh nhạt, ngồi bàn tay về thanh nhạt. Cần phải đấu mới tài, thì một táo anh tạc. Chỉ cần nhen anh bạc, dù đây như là canh bạc. Thật chỉ tấu mới hài, kiểu làm chơi mà ăn thật. Ngày đầu tư ăn vận, để bọn nó phải cắm giận. Thật còn dấu mấy bài như đêm mốt còn căng màn. Vì thơ đồ trong ăn bàn để bọn ta còn chăm làm. 420 và cả chill and free. 42 hơi để gặp anh QNT. Yes. Mày em yêu thì bạn là yêu em đi. I'm friend anh là bởi vì anh friendly. Yes, ok. Có thằng nghề ba lên mà có thằng nghề thích Nike. High security dẫn nó thẳng vào khu VIP. Anh ta bảo là thích thì có đặt kèm theo hai chị. Đừng nôn nao vì đây mới chỉ là phần khai vị. Bác quan nhất cảnh tôi đã khiến cho con tim của tao chai lì. Chúng mày đừng bốc phét nữa, cẩn thận quay. Bị bỏ cho mày luôn mà motherfucker hai xị. Yeah.
Ok anh em. Thì mình sẽ nói sơ qua anh em nhé. Thật ra gu âm nhạc của Woody ấy cực kỳ giống anh Bầu Bình Gôn. Đấy. Lyric thì không không phải là hệ chơi lyrical, nhưng đổi lại cái flow và cách đóng tune cực kỳ bắt tai và catchy. Mình nói thật, sản phẩm nào mình cũng thấy thế luôn, thậm chí là lúc Woody Gopher nó cũng thế. Mới đây mình reaction Rap Việt tập 11 cũng thế mà. Cái verse của Woody với Minh Lai, Woody làm siêu tốt luôn. Mà cái tune, cái đóng tune của Woody nó siêu cuốn anh em ạ. Kể cả lyric nó sáo rỗng hay là nó không có một cái nội dung cụ thể anh em nhá. Nhưng cực kỳ catchy và bắt tai luôn. Cộng thêm cái beat nữa. Nhưng mà phải công nhận là Woody đóng tune hay thật. Hay kinh khủng luôn ấy. Quá hay. Không còn gì để nói luôn. Ok anh em, mình sẽ nói qua đấy thôi. Chứ bởi vì là để mà nói đi nhận xét sâu hơn thì thật ra những cái bài của Woody ấy mình sẽ không nhận xét về lyrical, mà mình sẽ nhận xét về flow, cách đi delivery đi bài và cách đóng tune của Woody. Thì mình chỉ nói một từ cuốn, catchy và chill. Đấy anh em ạ, sự thật là thế luôn. Ok anh em, vậy là mình đã reaction xong bài 420 free fit Quang Ngọc Trinh producer work up for to build. Mình vẫn phải công nhận là bây giờ thời buổi bây giờ ấy, các producer trẻ tuổi rất là tài năng luôn, càng ngày càng tài năng, thậm chí là các rapper trẻ tuổi luôn, các rapper càng ngày càng phát triển. Đấy, đấy là một tín hiệu cực kỳ mừng luôn, để cái rap đến với người nghe nhiều hơn, tích cực hơn, và có thể một ngày đó có thể vươn xa ngoài Việt Nam đến với các nước lớn như châu Âu này, châu Mỹ các thứ đấy. Đấy. Và đấy là mình cực kỳ ủng hộ các bạn ấy luôn. Đấy, toàn là những rapper trẻ tuổi và producer trẻ tuổi làm ra những sản phẩm càng ngày càng cực kỳ hay, càng có những sản phẩm cực kỳ chất lượng cho dành cho chúng ta, người nghe ấy, người thưởng thức ấy. Ok anh em, thì cảm ơn anh em đã xem phần reaction của mình, và mọi người đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký anh em nhé. Và đặc biệt là đăng ký anh em ạ. Và mọi người có thể comment ý kiến nữa anh em nhé. Ok anh em, bye bye, xin chào. Và hẹn gặp anh em sớm nhất ở những video tiếp theo. Bye bye.